Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 6 tháng 1. Hôm nay vườn An Hà Nội lại về rất là nhiều các cái mặt hàng đẹp để chơi hoa Tết các bác nhá. Hôm nay rất là nhiều hàng đẹp luôn cả nhà ơi. Hôm nay hơi nắng một chút, nên là khi mà quay thì có thể chất lượng hình ảnh nó sẽ xấu hơn ở ngoài thực tế các bác nhá. Thì cả nhà vào xem thì gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Hôm nay nhà em về rất là nhiều đen rô xuân các màu các bác nhé. Hôm nay về các màu luôn. Đấy, ngoài ra thì có địa lan. Địa lan thì nhà em hôm nay có ngọc trai trắng, thanh ngọc. Hôm nay có thanh ngọc này, ngọc trai trắng này, lục bảo thạch, có rồng đỏ, có rồng đỏ lá biên, có sen hồng thần hà, chiều châu tố hà, đào cơ và rất là nhiều các cái mặt hàng khác các bác nhé. Hương cát cát cũng có luôn. Thì cả nhà vào theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại như em vừa đọc đấy ạ. Thì bây giờ thì em sẽ lên những cái mặt hàng đầu tiên, đó là những cái lô, một cái lô lục bảo thạch các bác. Hôm nay nhà em về rất là nhiều các bác nhá, lục bảo thạch về rất là nhiều, cây rất là đẹp và hàng này là hàng chuẩn Tết rồi các bác, hàng chuẩn Tết rồi, cây rất là đẹp, cho nên là em về cái chuyến cuối này lấy rất là nhiều để phục vụ các bác, bởi vì cây này mọi năm là gần như là toàn bị cháy hàng thôi các bác, cây rất là đẹp luôn nhá các bác nhá. Thì trước tiên thì em sẽ lên cho các bác xem mặt hoa của cây lục bảo thạch. Hôm nay em có đi vườn, ra vườn và chụp thực tế là có một bông nó đang nở rồi các bạn. Đẹp dã man luôn các bạn, nó rất là giống với thanh ngọc các bạn nhé. Bông nó to hơn thanh ngọc một chút thôi. Đấy, mà giá lại rất là phải chăng. Cần hoa thì cực kỳ cao các bạn, rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể là sưu tầm cho mình được những cái chậu lục bảo thạch hoa rất là thơm và bền các bác nhé. Em cho các bác xem ngắm này, cần hoa cao đẹp lắm. Cái này rất là sang luôn. Đây các bác thấy chưa? Cần hoa rất là cao và rất là đẹp như thế này. Đấy, khi mà mình về mình trồng ấy, Tết này là chuẩn hoa rồi các bạn. Cái lô hàng này của em là Tết là chuẩn hoa rồi, các bác nhìn thấy được chưa? Đấy, ngồng nhá. Ngồng hôm vừa rồi các bác biết không? Mỗi một ngày thấy nó lớn, hôm qua thấy nó tầm như thế này, nó chỉ tầm như này thôi. Hôm nay nó đã bằng cái cây như thế này rồi và ngày mai nó sẽ bằng cây như này các bác nhá. Mỗi một ngày một lớn. Nên là khi mà mình chơi một chậu lục bảo thạch như thế này này là đảm bảo đến Tết là các bác sẽ có một giò lan đẹp nở khoảng độ trúng chím tầm 5 6 bông các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Năm nay nhà em cũng chơi lục bảo thạch luôn các bạn, rất là đẹp như thế này. Mà chuyến cuối về lại rất là nhiều ngồng các bác nhá. Trung bình mọi chuyến thì nó chỉ có 3 ngồng thôi. Chuyến này có cả 3 4 ngồng luôn các bác nhá. Nói chung là rất là nhiều ngồng và rất là đẹp luôn. Đấy, hàng bao đẹp tuyệt vời các bác nhá, như cây em vừa quay đây này. Đây các bác thấy chưa? Đây là còn chất lượng nó bị lắng đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Chỉ có 300.000 cho một chậu thôi các bạn. Chơi tẹt bô, chơi qua Tết luôn. Hoa thì thơm. Thật sự nó sang không kém gì thanh ngọc các bạn, chỉ có 300.000 một chậu. Các bác về hôm qua em bán còn có anh mua tận 6 chậu về làm hai cái đôn cơ, rất là đẹp các bác nhá. Mỗi một đôn là để 3 chậu là rất là đẹp, hoặc là các bác trồng một chậu cũng được. Hoa vừa thơm vừa đẹp các bạn. Chỉ có 300.000 một chậu thôi. Về trồng sang năm sau vẫn có hoa chơi thoải mái luôn các bác nhá. Tiếp đến là hương cát cát. Hương cát cát thì hoa có màu vàng tươi các bác nhá. Hoa của hương cát cát có màu vàng tươi và một chậu hương cát cát nhà em thì có rất là nhiều thân các bác. Một chậu hương cát cát thì rất là nhiều thân luôn. Với số lượng ngồng là từ 5 ngồng trở lên các bác nhá. Đấy. Số lượng là từ 5 ngồng trở lên, rất là đẹp như thế này. Hương cát cát thì em chia sẻ với giá là 350 cho một chậu. Và em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa. Mặt hoa của cây hương cát cát các bác nhá. Hoa của nó có màu vàng. Hoa của nó có màu vàng tươi rất là xinh luôn ạ. Đấy, và hoa thơm các bác nhé, 350.000 cho một chậu. Tiếp đến là đen rô xuân. Hôm nay nhà em có về thêm một cái loại đen rô xuân nữa các bác. Ôi trời ơi, cái hoa lần này nó đẹp dã man luôn các bác. Năm cánh trắng và viền chớp các bác nhé. Đây gọi là đen rô xuân chớp. Đấy, các bác thấy chưa, hoa này. Đấy, hoa nó xinh kinh khủng luôn này. Đấy, cánh rất là tròn nhá, tròn cánh mai luôn. Và cái viền của nó là viền chớp các bác nhé, viền chớp tím. Thì bác nào mua đặt hàng sẽ báo với em là cho anh chị cô chú là đặt mua một chậu đen rô xuân cánh chớp các bác nhá. Đấy, 5 cánh trắng chớp. Đấy, để cho khỏi nhầm lẫn, bởi vì nhà em có rất là nhiều loại, nếu như các bác đọc không đúng thì nhà em sẽ lại bị đóng sai hàng, trong khi đó là cây là đảm bảo chuẩn, có điều mình phải đọc đúng. Đấy, một chậu sẽ có rất là nhiều thân như thế này các bác nhá, hoa đẹp cực kỳ luôn. Đấy, bác nào lấy thì chốt cho em chỉ có 200.000 cho một chậu thôi. Mập ú ú luôn và đẹp như thế này, hàng vừa về tươi roi rói và có rất là ít các bác nhá, chỉ có hôm nay số lượng chỉ có 20 cây thôi. Đấy, chỉ có 20 cây duy nhất thôi các bạn, chỉ có thế này thôi này. Chả có nhiều đâu các bác ạ. Về các bác về cứ trồng cho em. Úi dồi ôi, cái này mà các bác cứ trồng cho em 3 chậu làm một thì các bác được một cái chậu để bàn, phải nói là tuyệt cú mèo các bác nhá, tuyệt cú mèo luôn. Đấy, chỉ có 200.000 cho một chậu các bác nhá, 200.000 cho một chậu đen rô xuân 5 cánh trắng cánh chớp các bác nhá. Đấy, hoa đây này. Hoa xinh cực kỳ các bác ạ. Đây này, nó mà lở cả chùm cả bụi thì các bác đảm bảo các bác ưng luôn. Mặt hoa quá nét.
Em có hai cái chậu lùn lùn xịn sò này này. Đẹp chưa các bác ơi? Đấy, lùn lùn xịn sò này nhá. Bác nào lấy cả một cặp này luôn đi, làm một bộ đôi cặp lùn lùn xịn sò xinh xinh như thế này. Đấy, bác nào lấy cái cặp này thì em để cho các bác là 450, 450 cho một cặp này, có mỗi một cặp lùn lùn này thôi. Đấy, bác nào lấy thì bảo em nhá. Còn đâu là các cái cây đó đềm tương đồng như em vừa dơ lên. Đấy, tiếp đến sẽ là những cái chậu Denso Xuân 4N các bác ơi. Trời ơi, cái bông của nó màu, các bác nhìn cái màu cái nụ này, nhìn cái màu cái nụ nó có mê không? Nhìn cái màu này có sướng không các bác ơi? Quá là đẹp luôn các bác ạ. Bông thì tròn to, hoa thì bền các bác nhá. Denso Xuân hoa của nó rất là bền và thơm. Lại còn dễ trồng nữa, các bác trồng cho em sang năm sau vẫn có hoa chơi thoải mái các bác nhá. Nó chính là cái màu này này. Đấy, có thể gọi là màu đỏ cũng được các bác, màu đỏ, màu hường, màu các kiểu. Tóm lại là cái màu đẹp. Đấy. Các bác chốt hàng sẽ bảo là đặt hàng mua chậu Denso Xuân 4N hoặc là không thì bảo là hoa đỏ. Đấy, cứ nói thế thì để cho nó khỏi nhầm lẫn các bác nhá. Hàng bao đẹp tuyệt vời luôn các bác ơi. Lụ đang bồm bộp rất là đẹp luôn. Về trồng vài bữa nữa nó lở ra là chơi thoải mái qua Tết luôn. Ôi trời ơi các bác nhìn cái màu lụ này, nhìn cái cắng lụ này, cái cắng lụ cũng đẹp luôn các bác nhá. Đấy, một chậu cũng chỉ có 200.000 thôi các bác. 200.000 một chậu như thế này. Cây cao, cây cao lắm. Đây em rời cho các bác nhìn này. Đấy, cây cao chưa? Cây cao và đẹp các bác nhá. Cây cao và đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Và hôm qua em quên không quay loại VIP. Loại VIP thì em vẫn còn khoảng độ chục chậu nữa các bác nhá. Loại VIP thì là 230.000 cho một chậu. 230.000 cho một chậu. Hôm qua có khách hỏi mà em quên mất. Hôm qua quên không quay lại VIP thì nó sẽ nhiều lũ hơn một chút, nhiều thân hơn các bác nhá. Là 230.000 một chậu. Đấy, ngoài ra thì em có cái cây Denso Xuân. Denso Xuân nữa, hoa màu hồng, gọi là hồng phấn, hồng tím cũng được các bác nhá. 200.000 một chậu. Hàng này em bán nhiều bác mua lắm. Đây ạ, rất là đẹp luôn này, hàng rất là nhiều lũ các bác nhá. Hoa của nó rất là xinh. Đấy, hai cũng 200.000 một chậu thôi, nói chung là đồng giá, các bác mua chậu lạo được. Đây, hoa của nó rất là xinh luôn này. Ôi dồi ôi, đẹp dã man luôn. Nói chung là nhiều mặt hoa đẹp lắm các bạn. Các bác cứ chơi đủ màu đi cho nó đẹp. Đấy, rất là xinh luôn nhá. 200k cho một chậu như thế này. Đấy, các bác lấy cái loại lạo được các bác nhá. À, em quên mất em còn cái cây bạch ngọc hoa trắng tinh, nhưng mà để trong này em quên mất. Đấy, bạch ngọc hoa trắng các bác nhá. Quên không giải ra kia. Đây, bạch ngọc hoa trắng thì là 350 một chậu. Hoa thơm và đẹp, rất là đẹp các bác nhìn này. Nhìn cái chậu lan có xinh không? Để xuống dưới đất nhá. Đây các bác nhìn này. Đây, để em bỏ cái này, nó vừa chắc là em vừa làm gãy mất một cái lụ rồi. Một chậu nó có khoảng tầm 5 cần hoa trở lên các bác nhá. Hoa trắng tinh các bác nhìn này. Cái cắng hoa nó cũng trắng luôn này, đẹp không? Xinh cực kỳ luôn nhá. 350 cho một chậu bạch ngọc. Hàng này thì nó có rất là ít các bạn, chỉ có mấy chậu thôi, chỉ còn mấy chậu thôi. Rất là đẹp luôn này, hoa màu trắng, trắng như trắng sứ các bác nhá. Người ta gọi là trắng như trắng sứ luôn ấy. Đấy, chỉ có 350 một chậu thôi. Đẹp như thế này luôn này. Nhìn này, nhìn cái cần họa thấy xinh rồi. Đấy, hàng này là hàng sưu tầm các bác nhá. 350.000 cho một chậu. Tiếp đến thì em sẽ lên những cái chậu địa lan rồng đỏ các bác nhá. Rồng đỏ thì hoa đẹp lắm. Đây có bông đang bắt đầu lở lở, em để cho các bác xem luôn hoa thực tế này. Đấy, rồng đỏ thì hoa của nó có màu hồng đỏ các bác nhá. Hoa rất là xinh luôn. Cái này hoa bền 3 tháng luôn các bác nhá. Đây là bông này đang trúng chím chưa có lở đâu. Nó lở căng ra thì sẽ cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Cần hoa rất là dài và rất là to. Cái này các bác chơi thoải mái đến hết cả da riêng luôn. Thì hôm nay em có những cái mã như sau. Đầu tiên là mã số G1 480.000 cho 6 cần hoa. Chậu rất là to và đẹp như thế này các bác nhá. 6 cần hoa đẹp G1. G2 450.000 cho chậu 5 cần này các bác ơi. Đấy, bác nào thích màu hồng nhạt ý thì các bác lấy cái chậu G5 các bác nhá. G5 này, đấy, nó lại màu nó hồng nhạt. Đây, các bác thấy chưa, hồng lại hồng nhạt hơn. Nó nhạt hơn G1 đấy ạ. Đấy, các bác thấy chưa, cùng là một cây cùng là một loại giống nhưng mà có cây lở đậm, có cây lở nhạt. Đây, đây là G1 này, G1 này. Đấy, G2 này các bác thấy chưa. Đấy, G2 này là 450.000 cho 5 cần hoa đẹp các bác nhá. Cần rất là dài và đẹp luôn. Và tiếp đến là mã số G3 450.000 cho 5 cần. Đây, để lên đây, nắng luôn đi cho nó nhìn, cho nó nét nẹt nẹt luôn. Nắng quá các bác ạ, đây. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nha. Nên là nó hơi nắng, các bác hết sức thông cảm. Quay nó không được thực tế lắm. Đây, mã G7 này. Mã VIP vìm vịp của em 9 ngồng này cả nhà. 9 ngồng nhá, 9 ngồng là 580.000. Có mỗi một chậu duy nhất thôi. Bắt đầu có một cây trùng chím rồi, còn đâu toàn nụ là nụ các bác nhá. 9 ngồng luôn G7 này. Xịn sò chưa, rất là nhiều nụ luôn. Lên một mã G6 này. G6 là 530.000 cho 8 ngồng các bác nhá. 8 ngồng. Chờ em một chút để em đóng cái cửa này lại cho nó đỡ tối, đỡ sáng này. Đấy, em sẽ đặt vào đây cho các bác nhìn này. Đây, đẹp chưa? Ôi, chả biết đặt kiểu gì nữa. Đây, em sợ quay nắng lắm các bác ạ. Nếu mà nó râm râm như hôm qua hôm kia quay rất sướng. Nên nắng quay rất khó quay. Đây cả nhà ơi, đây mã số G
G6 này 530.000 cho 8 cần hoa đẹp các bác nhá, 8 cần hoa đẹp luôn. Và có một cần đang bắt đầu hơi lở lở rồi các bác nhá, còn đâu toàn lại là ngồng to và đẹp luôn này. Bông này hoa màu hồng nhá các bác nhá, hoa hồng xịn luôn, hồng chuẩn luôn này. Rất là xinh luôn. Lên một mã tiếp theo là mã số G5 480.000 cho 6 cần hoa đẹp này, 480.000 cho 6 cần đẹp này. Tiếp tục là mã số G4 480.000 cho 6 cần này, cần to và đẹp các bác nhá. Cần to hơi bộp bộp rồi, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể lấy những cái mã như thế này về mình chơi hoa luôn từ bây giờ các bác nhá. Tiếp đến là đại mạc lá biên cả nhà ơi. Trời ơi, đại mạc lá biên lụ nó lớn nhanh nhìn thấy các bạn. Vừa hôm trước nó đấy, em các bác thấy chưa? Hôm trước em quay cho các bác nó chỉ đến đây rồi đúng không? Hôm nay nó lại đến đây rồi. Đấy em đã bảo rồi, nó lớn theo ngày mà. Nó lớn theo ngày các bác nhá. À, đại mạc lá biên là 260.000 cho một chậu cỡ VIP các bác nhá. Hàng VIP nhất. Không có hàng nào đẹp hơn hàng này, em khẳng định luôn. Trên thị trường hàng này là không có cái loại nào đỉnh hơn nó. Chỉ có 260.000 cho một chậu thôi các bác ơi. Một chậu tán thì tròn thì đẹp, lụ thì rất là nhiều các bác nhá. Lụ nhiều vô biên cương, hoa lở tết rất là thơm và rất là bền. Đây là một trong những cái cây địa truyền thống đẹp cả lá lẫn hoa các bác nhá. Giá chỉ có 260.000 cho một chậu thôi. À, em sẽ lên cho các bác xem cái. Mẹ cắt cái chậu địa kia vào đi. Đây cả nhà, đây là lên cho các bác xem mặt hoa của cây này. Đây hoa đây. Đấy, hoa của nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Hoa đẹp cực kỳ luôn này. Đấy. Lên một mã tiếp theo đó là những cái chậu chiều châu Tố Hà các bác nhá. Chiều châu Tố Hà hàng đẹp, phải nói là đẹp nhất trong các cái dòng địa lan truyền thống về những cái mặt hoa đẹp các bác nhá. Thì em sẽ lên cho các bác xem cái mặt hoa của cái cây chiều châu Tố Hà, cánh bầu rất là đẹp luôn này. Đấy, cây sổ cánh bầu đẹp các bác nhá. Cánh bầu đẹp và đây, các bác nhìn thấy chưa, lên chậu đẹp chưa? Lá thì lá to mà lá nhân các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, đây là mặt hoa của cây chiều châu Tố Hà. Cây này là cây sưu tầm các bác nhá, nên là giá của nó cũng là giá sưu tầm luôn. Lên một chậu đầu tiên G27 4 thân 3 ngồng với giá là 1.1.000 các bác ơi, 1.1.000 4 thân 3 ngồng. Nhiều thân, có 4 thân nhưng mà chậu to như là chậu rất là nhiều thân luôn. 1.1.000 các bác nhá. Lên một chậu tiếp theo. Mã G26 1.1.000 cho 4 thân 3 ngồng tiếp. Cả nhà ngồng chơi chuẩn Tết đấy các bác nhá. Chiều châu Tố Hà năm nay chuẩn Tết rồi, rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào lấy chậu này thì chốt cho em G26 nhá. Lên tiếp G25 1.1.000 cho 4 thân 3 ngồng. Dáng này là dáng hơi lùm lùm, nó sẽ lùm hơn cái chậu hai chậu kia các bác nhá. À, tiếp đến G24 5 thân 2 ngồng với giá là 1.250.000, 5 thân 2 ngồng đẹp các bác nhá. À, tiếp đến là những cái chậu sen hồng thần hà, ngồng cao chơi Tết rồi các bác ơi, cây đẹp quá là đẹp đấy các bác, cây đỉnh của chóp về cái mặt hoa các bác nhá. Cái dòng này là đẹp, mặt hoa cực kỳ đẹp xinh luôn. Đây là một trong những cái cây sưu tầm các bác nhá. Đấy, cánh sen lưỡi bệt rất là đẹp luôn. À, sen hồng thần hà em chia sẻ hôm nay là cũng là cuối năm rồi, em chia sẻ lốt để các bác sưu tầm để Tết chơi hoa các bác nhá. Cây này là cây cực kỳ sưu tầm luôn, đẹp từ lá cho đến hoa luôn này. Cánh sen lưỡi bệt G21 1.000.000 cho 6 thân 2 ngồng. Một ngồng cao và một ngồng nó thấp hơn một chút thôi các bạn, nhưng mà nó cũng phân hột rồi, các bác thấy chưa? Đấy, và một ngồng cao nhá, rất là đẹp luôn, hoa lở chuẩn Tết luôn. G21 1.000.000 cho 6 thân 2 ngồng này. Tiếp đến là G22 900.000 cho 7 thân 1 ngồng các bác ơi. Đẹp dã man luôn này. Đấy, cây này các bác chơi lên chậu sang cực kỳ là sang luôn các bạn. Đây ngồng nở chuẩn Tết luôn các bác nhá. Đấy 900.000 cho 7 thân 2 ngồng, 7 thân 1 ngồng G22. Tiếp đến là G23 5 thân 3 ngồng các bác nhá. 5 thân 3 ngồng này. Rất là đẹp luôn này. 3 ngồng, ngồng toàn phân hột hết rồi, rất là đẹp luôn. 1.000.000 cho 5 thân 3 ngồng G23 các bác nhá. Đẹp chưa? Chơi đã đời luôn. À, tiếp đến là những cái chậu thanh ngọc truyền thống các bác nhá. Hôm nay nhà em còn 4 chậu thanh ngọc truyền thống thôi, thì em sẽ lên cho các bác như sau. Đầu tiên là một chậu siêu VIP, mã số G17 7 thân 3 ngồng với giá 730.000. Thân to và đẹp luôn. Thanh ngọc năm nay chuẩn Tết rồi các bạn. Đây thanh ngọc đang hot quá rồi các bác ơi. Tầm này nhiều bác hỏi thanh ngọc quá. Hôm nay em phải dành chút thời gian để em đánh mã cho các bác đây. Đây lên một mã tiếp theo là mã số G18 320.000 cho 4 thân 1 ngồng các bác nhé. 320.000 vừa chơi vừa để làm giống luôn. Lên một mã tiếp theo, mã này 4 ngồng luôn này. G20 7 thân 4 ngồng 750.000 các bác nhé. 7 thân 4 ngồng 750.000. Tiếp đến là G19 5 thân 2 ngồng với giá là 500.000. Rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể mua thanh ngọc để sưu tầm các bác nhé. À, tiếp đến là những cái chậu ngọc trai trắng nhá cả nhà ơi. Ngọc trai trắng hoa của nó rất là đẹp luôn. Hoa đẹp, dáng hơi rủ các bác nhá, rất là xinh luôn. Đấy thì các bác có thể mua ngọc trai trắng để sưu tầm cho em, rất là sang luôn, để phòng khách cực kỳ đẹp các bác nhá.
thì em sẽ lên cho các bác những cái mã như sau. Đầu tiên là mã số G11 380.000 cho 7 cân. Đây ạ. G11 380.000 cho 7 cân. Hoa cái này sang cực kỳ các bạn. Em bán cái này rất chạy luôn. Đây là chuyến hàng cuối rồi các bạn. Hôm nay về là chuyến cuối luôn. G16 330.000 cho 5 cân hoa. Và hôm nay có một số mã xả hàng luôn, thanh lý luôn cho nó hết hàng các bác nhé. Đấy, 330.000 cho 5 cân hoa. G8 280.000 cho 4 cân hoa. Đấy, đây G8 đây, 280.000 cho 4 cân hoa các bác nhé. Bán rất là tròn và rất là đẹp luôn. G9 380.000 cho 7 cân hoa. 380.000 cho 7 cân hoa G9. Tiếp đến là mã số G10 280.000 cho 4 cân hoa. Đây, 280.000 cho 4 cân hoa đẹp. Cậu cần rất là to nhé. Chơi hoa cực kỳ bền luôn. G12 260.000 cho 4 cân hoa. 2 cân to và 2 cân nhỏ các bác ạ. 260.000 cho 4 cân G12. Tiếp đến là mã số G15 280.000 cho 4 cân hoa. Rất là đẹp luôn. Xả luôn cho nó hết các bạn. G14 330.000 cho 5 cân hoa đẹp. Đấy, 3 to 2 nhỏ các bác nhé. G14 330.000 5 cân. Và cuối cùng là mã số G13 220.000 cho 2 cân các bạn. Có mỗi 2 cân này thôi. Vừa chơi vừa làm giống các bác nhé. 220.000 ngọc trai trắng. Đấy, thì cuối cùng là những cái chậu địa lan hoàng kim bảo các bác nhé. Hoàng kim bảo thì năm nay lụ nó hơi thấp, khả năng là các bác sẽ chơi là chơi ra riêng rồi các bạn. Thôi không sao, mình chơi lan mà mình chơi quanh năm chứ có phải chơi mỗi ngày Tết đâu. Mình mua mình về trồng, đến qua Tết thì nó có hoa các bác nhá. Đấy, vừa chơi vừa làm giống luôn. Hoàng kim bảo thì 250.000 cho một chậu cỡ như thế này. Đấy. Và cỡ VIP 300.000 hôm nay còn 280.000 các bác nhá. Hoàng kim bảo bao rẻ nhất trái đất luôn các bác. Đây, ôi, 280.000 chậu 300.000, 350 của em chậu hôm trước 350 này. Để 280 luôn nhá. Đấy, còn chậu như thế này thì để cho các bác là 250 này. Đấy. Đấy, tại vì nó có hai cỡ, hai ba cỡ cơ. Hoàng kim bảo nha em. Đấy, hôm nay em còn 2 4 6 8 10 10 10 chậu ở đây và trên kia còn một chậu nữa là 11 chậu là hết hàng hoàng kim bảo các bác nhá. Đấy, bác nào lấy thì ủng hộ cho em. Quý phi thanh ngọc thì hôm qua các bác mua rất là nhiều đấy, hiện tại em hết hàng. Có thể ngày mai thì sẽ có thêm hoặc là không thì là hết hẳn luôn các bác nhá. Đấy, hoặc là không thì nói chung là các bác đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0988 553232 hoặc số điện thoại là 0932 292299. Em xin chào tất cả các bác nha.